Hello cả nhà. Hôm nay trời hơi mưa gió nên với lại máy điện với bánh xe về thì em sẽ hướng dẫn mọi người cách lắp cái máy điện vào trong con ST230 nhé. Đi lắp thôi. Đây là con ST230 này. Mình sẽ hướng dẫn mọi người nhé, mọi người nhìn xem này. Con ST230 này nó rất là tiện dụng, có thể gấp gọn di chuyển khá xa nên là cái khi nó cũng sẽ không có cái phần vách đấy, nên là nhà sản xuất đã sản xuất riêng cái vách này để bắt máy, có thể tiện dụng mang đi vào nhiều nơi có địa hình khó khăn, kiểu như là đi bằng xe máy xe đạp cũng được ấy. Thì bây giờ Hường sẽ hướng dẫn lắp cho mọi người xem nhé. À, ê, cảm ơn chị nhé, quay chị. Đây là hai con ốc mà sẽ lắp vào máy, vào thuyền đây này. Bây giờ phải tháo cái này ra thì mới lắp được vào. Đây, mọi người sẽ lấy bốn con ốc này ra nhé. Khá là đơn giản thôi. Đây, sau khi mà lắp hai cái phần dưới này vào thì mình tiếp tục lắp ở bên trên này. Khá là đơn giản thôi. Nhưng mọi người nhớ lắp cho cân nhé. Lắp cân thì đi máy nó sẽ không bị rung, không bị lắc. Chặt như này là cũng để tránh rơi máy. Đây, cho mọi người xem này. Cái này là cái để điều chỉnh mức nước. Đây, mọi người có xem này. Tùy mức nước và mình có thể chọn cái mức này vào đây. Hạ bên. Nâng bên. Rất là đơn giản thôi. Mọi người xem đi. Mình đã hoàn thiện lắp con máy điện vào ST230 rồi. Đây là chân vịt của nó này. Đây, có thể xem là cái máy điện này các bác ấy chỉ có thể có, nếu mà có cái bình thải của ô tô ấy là mình có thể đi được 15 đến 20 cây rồi. Có thể thoải mái đi biển cũng như là đi hồ. Lắp rất là đơn giản và gọn nhẹ, có thể thông rong đi câu cả ngày.
giới thiệu cho mọi người nhé. Đây. Số lùi thì có 3 số này. Còn tiến thì có 5 số. Đấy. Bác nào mà thích bốc đầu hoặc là lượn lách đánh võng gì là được hết nhá. Và hẹn gặp mọi người ở những video tiếp theo của Hường, ở những sản phẩm tiếp theo nhé.